máy lập trình này, AMS này, cái giới hạn của cái trụ nâng chân vịt này. Ví dụ ấn xuống này, mình muốn chỉnh nó lên xuống này, nó bị giới hạn này. Mình ấn bằng này, X này và M này, đẩy vào cái 1 này, đẩy xuống này. Đây nhá, 112 giới hạn chân vịt này. Đây 112 này, đó, tắt đèn này. 112 giới hạn chân vịt này. Chân vịt này cao nhất là 70 nhá. Đấy, mình vào đây thì mình mới tăng được ở ngoài đi. Phát ra khởi động chạy. Đấy, mình cho. Đấy, ở trong mình cho được ấy thì ở ngoài mình mới cho được nhá. Ở trong mình giới hạn bao nhiêu thì ở ngoài chỉ được bấy nhiêu nhá. Đấy, 112 giới hạn chân vịt ở U nhé.